Khoảng hơn 15 giờ chiều nay đã xảy ra vụ cháy tại chợ dầu, chợ đầu mối hoa quả ở xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên. Nhận định nguyên nhân ban đầu xảy ra cháy có thể là do bất cẩn trong quá trình hàn xì gây nên. Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ gần 20 gian hàng hoa quả. Theo tiểu thương và quản lý chợ, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chủ một gian hàng trong chợ thuê thợ hàn xì về sửa quầy hàng và trong quá trình hàn xì, tia lửa hàn bắn vào các thùng xốp để hoa quả dẫn đến cháy. Ngay lập tức, quản lý chợ cùng tiểu thương đã dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa, nhưng đám cháy vẫn lan rộng. Rất may, lực lượng chữa cháy đã có mặt kịp thời để dập lửa và hơn 10 phút sau, đám cháy đã được khống chế. Đám cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã gây thiệt hại về tài sản cho các tiểu thương bán hoa quả trong chợ. Do một cá nhân hàn xì, là nó mới bốc lên nó cháy thì rất là may là tôi dập được điện luôn, hô bà con dùng bình xịt. Đây có 3-40 bình xịt mà, thì hô bà con bê ra để xịt. Cháy thì trên nó hàn xì là nó bắn vào xốp, thế là bây giờ nó cháy, nó lan ra hết tất cả các láng,